Chào bạn, hôm nay tôi, kỹ sư Vũ Thảo Nguyên sẽ chia sẻ với các bạn về cái cấu tạo của một cái máy hút bụi Electrolux nhé. Thì thông thường cấu tạo của một cái máy hút bụi nó rất là đơn giản, nó gồm đúng một cái động cơ này. Cái động cơ này chính là động cơ chạy chổi than nhé, công suất của nó khoảng 1.400 đến 2.000W. Và đây là cái mạch điều tốc của cái máy hút bụi đó. Cái mạch điều tốc của máy hút bụi Electrolux này nó sẽ sử dụng với con IC này, con IC lập trình. Đấy. Thì nó sẽ điều rộng xung tốt hơn là chúng ta sử dụng điện trở với tụ điện để điều chỉnh vào cái cực G của nó. Đây nó là điều rộng xung. Nhưng nếu mà nó là một con IC lập trình này, nếu mà chết cái này ấy, thì cũng rất là khó sửa chữa. Thế nên là tôi sẽ vẽ cho các bạn một cái mạch mà chúng ta thể độ lại bằng IC 555. Rất là dễ. Đây, thì nó là một cái mạch điều tốc này, một cái motor này và một số cái mạch trong cái motor này. Ở vỏ nó gắn một cái rơ len nhiệt bảo vệ, khi mà nó nóng đến mức 90 độ nó sẽ ngắt ra và máy hút bụi nó sẽ có hiện tượng là chạy được một lúc rồi lại ngắt, xong rồi chờ nó nguội nó lại chạy được. Đây chỉ là một cái chiết áp để điều chỉnh tốc độ của cái máy hút bụi ấy, hút nhanh hút chậm này, min max này, chạy mạnh chạy yếu. Rồi, ở cái máy hút bụi Electrolux này nó có một đặc biệt là nó có thêm một cái này gọi là cái sensor áp suất âm ấy, để nó báo về đây này. Nó có một cái đèn đỏ ở phía trên này các bạn, dây đèn đỏ ở phía trên này, khi mà bụi nó đầy ấy, thì nó sẽ báo đèn đỏ và thể máy không chạy được. Lúc ý bình thường là nó thường hở đây, và khi mà bụi đầy ấy, cái áp suất áp lực nó giảm thì nó sẽ không chạy được máy để bảo vệ. Đúng không? Để bảo vệ cho động cơ này khỏi nóng quá chết thôi. Đấy, thì cấu tạo của cái máy hút bụi nó rất đơn giản, nó là chỉ là một cái động cơ điện một chiều chạy chổi động cơ điện chạy chổi than, nó gọi động cơ vận năng ấy, chạy chổi than, và một mạch điều tốc hết. Mình dừng clip đây, chúc các bạn thành công.